Chào các bạn, hôm nay Pin Hà Nội sẽ cùng bạn tìm hiểu cái viên pin chung của hãng CP. Đây là dòng pin Ultra, dòng pin kiềm có chất lượng rất là tốt đấy ạ. Và mã của nó là LR14 hoặc là size C, điện thế là 1,5V. Pin này thì đặc trưng thì là tốt hơn pin than rồi. Ngoài ra thì hạn sử dụng rất là lâu. Như cái pin này hạn sử dụng lên tới là khoảng 6 năm đấy. Đây là hạn sử dụng năm 2028 này. Đây cực dương, còn đây cực âm, được đóng vỉ hai viên như thế này. Pin này sử dụng cho đồng hồ này hoặc là các thiết bị đồ chơi trẻ em hay nghe radio hoặc đèn pin, thời hạn sử dụng lâu và dung lượng cũng tốt nữa. Và chính hãng bởi GP, một thương hiệu pin rất nổi tiếng của Trung Quốc. Mã của pin này là GP14AU2IL2. Đặc trưng của pin này là có vỏ màu vàng, có dòng chữ Ultra ở sau chữ GP. Bạn phân biệt với các dòng khác như là dòng Green Cell là pin than với chất lượng kém hơn một chút. Để tìm hiểu kỹ hơn về các dòng pin của GP, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.